tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cùng theo người." Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Sống giữa dòng đời, ai cũng muốn cuộc đời của mình bình yên. Thế nhưng, đại dương nào mà không có bão, và cuộc đời nào mà không có sóng tố? Tuy nhiên, chính trong sóng tố, chúng ta nhận ra mình còn yếu đuối và bất lực, còn nhát đảm và kém tin. Cũng chính trong sóng tố, chúng ta sẽ biết mình cần đến ai và phó thác cuộc đời của mình trong tay ai. Hôm nay, tin mừng thuật lại việc các môn đệ của Đức Giêsu gặp một trận cuồng phong khi các ông vượt biển hồ Galilê. Giữa bão tố, các ông cảm thấy kinh hoàng, bất lực trước bão táp. Các ông cầu cứu Đức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con chết mất." Thấy vậy, Đức Giêsu liền đe gió và phán với biển, như phán với một người bị quỷ ám: "Hãy im đi." Tức thì gió ngừng biến lặng. Qua đó, Đức Giêsu thể hiện uy quyền của một Thiên Chúa, điều mà các môn đệ chưa thấy bao giờ. Đây là sự mới mẻ cho con người, bởi chỉ ai ở trong Đức Giêsu Kitô đều là thụ tạo mới, thì mới hiểu được điều này. Quyền năng của Thiên Chúa đứng đặt ranh giới cho sóng biển thuở sáng tạo, giờ đã xuất hiện tỏ tường cho nhân loại nơi Đức Giêsu. Con thuyền trong cơn bão của các môn đệ chính là hình ảnh cuộc đời chúng ta. Mỗi người chẳng khác chi chiếc thuyền đang chông chênh giữa biển đời, với khó khăn nối tiếp khó khăn. Vì vậy, chúng ta được mời gọi: "Hãy vững tin nơi Thiên Chúa, bởi chúng ta luôn có Đức Giêsu ở cùng." Theo cách diễn tả của tin mừng, ra như Đức Giêsu đang ngủ, nhưng Ngài không ở xa và không bỏ chúng ta một mình, nhất là khi chúng ta đương đầu với những sóng gió. Đức Giêsu có ngủ cũng là để thử đức tin của chúng ta đó thôi. Qua đó, chúng ta mới biết được đức tin của mình đã vững mạnh hay vẫn còn yếu kém. Lạy Chúa, chúng con không cầu xin cho cuộc đời mình bình an như biển lặng, nhưng xin Chúa trở nên chốn nương ẩn, là bến bình an cho cõi lòng của chúng con được tĩnh lặng, ngay cả khi đối diện với sóng gió, để chúng con cảm nếm được tình thương Chúa thương yêu. Amen. Thank you.
Nhờ lòng thương xót con bước đi trong tình yêu Chúa, Ngài luôn đỡ nâng dù con vấp ngã bao lần. Đời bao nguy khó con luôn một niềm tin thác, cậy ơn xót thương con nguyện vui bước theo Ngài. Chúa đã gọi con, Ngài xót thương và Ngài tuyển chọn. Qua bao năm dài đời con sống Chúa chan hồng ân. Ngài dù lòng thương nâng con lên hàng tử tế, đời con hiến dâng cho Ngài, chỉ Ngài mà thôi. Niềm vui dâng hiến bao tháng năm con đã theo Chúa, Ngài đã xót thương chọn con giữa khắp muôn người. Một lòng xin vâng con đi về miền đất mới, niềm tin thắp lên cho đời vui sống tin mừng. Chúa đã gọi con, Ngài xót thương và Ngài tuyển chọn. Qua bao năm dài đời con sống Chúa chan hồng ân. Ngài dù lòng thương nâng con lên hàng tử tế, đời con hiến dâng cho Ngài, chỉ Ngài mà thôi.